Hello my friend, welcome to my channel, we start game, let's play some game with today. First, let's get the job. Scary teacher, chapter Halloween. What we conjure, mình stay đang làm gì đây? Mở dùng một cây đổ thần mà làm cái gì ạ? Thêm một cái chậu nước, một số lá cây. Wow, Francis như là... Oh no, Francis biến thành con ếch mày. Wow, cái là lợi hại ha. Cái đổ thần của Misty. Rồi, ok, let's go. Find the matches this, message one. Rồi, mình sẽ lấy cái hình lục giác trước. Lấy hình lục giác trên bộ xương này. Rồi, lấy. Lấy cái xẻng. Ok, tiếp tục đi vào nhà kho. Đi lối này. Go this way. Rồi, mở cửa nè. Lấy cái kéo nha mày. Ok, continue, đi ra nhà, đi ra ngoài sau luôn. Khá là tối ha. Use the sky to unlock magic wand. Up the one, ok. Bella Witch, mình sẽ lấy cái xẻng đào lên. Rồi, mở ra. Lấy kéo cắt, rồi lấy cái tay. Yeah, good, collect it. Rồi đi đi qua cái chậu bên đây. Không cho mình vô rồi. Rồi mình đi vô nhà của Misty nè. Tối quá, Halloween mà. Halloween map là phải tối thôi. Rồi đi vô nhà Misty. Mình đi xuống hầm luôn nha. Wow, quá là tối luôn. Rồi, kiếm cái kia. Đây, đây. Yeah. Lấy được viên kim cương. Rồi, đi lên thôi. Wow, không thấy đường lên luôn. Đây. Đường lên đây. Tối quá. Rồi, lên. Ok, đi lên thôi. Phòng vô phòng ngủ nha mày. Rồi đặt cái ngũ giác lên, đặt cái lục giác vô. Ok, lấy cái cây đũa thần. Lấy cây đũa thần của Misty. Rồi. Vô phòng này. Rồi, lấy cái răng. Tiếp theo, đi vô phòng này. Cây đũ thần để lên bàn. Yeah, cây đũ thần đã bị gãy. Rồi, tiếp tục. Đi đến cuối hành lang. Đấy, cái bị đỏ này. Này là gì đây? Cái gì đây? Nến hả? Rồi, let's go, continue. Mở cửa ra. Ok, rồi, đủ đồ rồi. Let's go. Rồi, mình chạy thẳng ra ngoài luôn. Có vẻ như Misty đang chuẩn bị đi lên. Rồi, give the cool medal. Yeah. Get the broken one, Tao. Broken wand. You must break its existing spell. Find something sharp and magical to cut. Rồi, lấy cái tay. Rồi, bỏ cây này vô. Good. First, tay. Eye from the dead. Oh, bị gì vậy? Lại lỗi rồi. Bỏ cái tay vô, thua rồi. Alright, next game, please.
Little Kitten. Sorry. Rồi. Bạn mèo đi học hả? Bạn mèo nằm mơ đến trường ngoài. Bạn mèo khá là buồn ha. Chắc gần đi học buồn. Rồi bạn mèo cầm cái viết chì màu đỏ nè. Để đo chiều cao. Wow. Cao massage rồi, đủ tuổi đi học rồi. Bạn mèo mừng rỡ. Ăn no. Đánh răng. Rồi xách cặp tới trường thôi. Ok. Rồi. Rồi, chơi gì đây? Trên lớp bạn mèo học cái gì đây bạn mèo? Rồi, ra ngoài đi. Ủa, sao để di chuyển? Ở đây. Rồi. Rồi, qua đây. Hai đi. Watch the glowing squares and touch them in the same order. Trắng nè, xanh lá cây, đỏ. Trắng, xanh lá cây, đỏ. Yeah, good. Xanh lá cây, hồng, xanh lá cây. Okay. Rồi, chơi tiếp theo đi. Welcome to the recycling game. Phân loại rác. To recycle the trash. Giấy gì vô đây? Ok. Rồi, nĩa vô đây. Giấy vô đây. Rồi. To the skipping game. Rồi nhảy. Can you do the trick White Cat is thinking of? Nhảy mèo. Lên. Nằm nè. Rồi, ngồi. Try again. No. Mình chọn sai rồi. Rồi thử lại nha. Rồi nằm ngửa nè. Rút. Nằm ngửa. Yeah. Ok. Chính xác. Ngồi. Tiếp tục ngồi. Ngồi. Nhào lộn. Rồi, ok. Next game, please. Salvantic. Trò chơi tìm người khổng lồ mà. Upgrade, upgrade. Vẫn còn sâu để upgrade, ok. Tap to shoot. Rồi, tìm người khổng lồ thôi. Đây, một người khổng lồ. Yeah, good. Vâng, còn một người nữa. Rồi. Còn ba người nữa rồi. Wow, khổng lồ. Ok. Good. Complete level. Rồi, next game please. Golden ball. Choose a ball first. Hay kẻ mút đi. Choose a ball. Rồi, level 1322. Good. Số. Qua. Wow. Oh no. Avoid falling ball. Hay khó hả? Rồi đó, rồi. Wow.
qua chỗ này khó ghê. Yeah, pass through. Rồi, qua thế giới mới nè, mới cập nhật nè. Collect gold. Checkpoint. Nhảy. Good. Wow, quá trời sâu luôn. Checkpoint, qua luôn. Very smooth. Rồi, về lại level 9 nè. Bám theo thành bên phải đi. Rồi, bên phải. Xuống. Yeah, complete level. Good. Next game, please. Sandwich Runner. Rồi, trò chơi thu thập các topping cho cái sandwich này. Thịt bò, bơ, cà chua, rau, wow, bơ và thịt gà, rau, trứng, wow, very tough, very tall, khá là cao rồi ha. Full of topping. Vegetable, tomato, chili. Wow, so spicy. Yeah, complete level. Hot avocado and chipotle. Let's go. Next game, please. Happy glass. Bắt đầu. Wow. Oh no no no. Sorry. Rồi. Oh, sai rồi. Không đúng. Rồi. Oh no, sai. Khó nhỉ. Yeah. Được 3 sao không? Yeah. 3 star, good. No time, next level please. Rồi, level tiếp theo. Làm sao để cái này không bị rớt đây? Khá là khó đây. Cái này nó nằm trên đây. Oh no, không được. Ok, level pass. Khá là may mắn ha. Next level, please. Next game, Surai. Giờ chơi chọn giày phù hợp với địa hình. Tap to start. Wow, fly luôn, bay luôn. Rồi, trượt băng. Hơi trải. Oh no, sai giày rồi. Này muốn ba lê. Rồi, này bay nè, fly nè. Bơi hả? Bơi rồi. Lửa. Yeah. Rồi bay nè. Rồi trượt băng. Rồi. Ok, mình đã vượt qua bạn kia rồi. Good. Victory. X6. Con gái khá dễ thương ha. Time machine. No ties. Miss out. Let's game, please. Cầm đến level 37. Level 37. Được 108 xu. No ties. Let's game. Short class. Rồi. Level 1020. Level 1020. Yes. 1020. My team is blue. Opponent team is pink. Speed up. Good. Let's run. Avoid the saw. I'm stuck on the way. Wow. Boss 1720 khá là mạnh ha. Rồi, tụt dần rồi. Ok.
khiếp cho team leader, if not you lose level. Team leader của mình rất là mạnh. Yeah. Victory, chiếm thành thôi. Vô. Rồi, phần thưởng là 111.420 xu. Upright. Let's see, please. Thank you.